Và video của Nam xin kết thúc ở đây. Anh chị các bạn nếu quan tâm thì comment để lại thông tin bên dưới nhé. Thì Nam sẽ cố gắng kết nối anh chị các bạn đam mê và yêu thích hoa lan đến các nhà vườn, rất có thể thì anh chị được kết nối với nhau và chúng ta sẽ cùng giao lưu. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.